Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 9 tháng 5 của báo Hà Tĩnh. Sau chuỗi ngày nắng nóng oi bức thì trong ngày 7 và 8 tháng 5, một số tỉnh thành phố phía Nam đã đón những cơn mưa giúp giải nhiệt. Tuy nhiên, mưa lớn kèm gió mạnh đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố Thủ Đức, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu, giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện bị chết máy phải nhờ cứu hộ. Tại tỉnh Đồng Nai, mưa lớn đầu mùa kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều căn nhà tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa bị tốc mái. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, từ nay đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh có xác suất mưa từ 60 đến 75%. Khu vực Nam Bộ được dự báo sẽ chính thức bước vào mùa mưa trong khoảng từ ngày 20 tháng 5. Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, những trận mưa chuyển mùa thường kèm theo hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá và diễn ra tương đối nhanh. Người dân cần lưu ý an toàn khi đi ra đường trong những ngày này cũng như đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ. Nước mưa chuyển mùa thường chứa nhiều chất ô nhiễm trong không khí, người dân lưu ý tránh để nước mưa tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, không dùng nước mưa trong những ngày này cho sinh hoạt hàng ngày, nhất là ăn uống. Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày 9 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 19 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và nắng gián đoạn, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phía Bắc dao động trong khoảng từ 24 đến 31 độ C, phía Nam từ 25 đến 34 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 33 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ trời ít mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong ngày hôm nay, các khu vực trên cả nước tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào buổi chiều, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày có lúc có mưa dông vài nơi và nắng gián đoạn, đêm phổ biến không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình 82 đến 87%. Khu vực miền núi phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều đôi lúc có nắng yếu, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình 83 đến 88%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình 83 đến 85%. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước trong ngày 9 tháng 5.